Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vũ. Thì với video lần này là Vũ sẽ giới thiệu một mẫu sản phẩm mới mà là cũng là một sản phẩm chủ đạo của Vũ muốn giới thiệu đến cho mọi người. Đó chính là một dòng cục đẩy công suất dành cho loa. Và đây thuộc dạng là một dòng, đây là cục đẩy loại mỏng và nó thuộc dạng là một U. Nó khác với những cục đẩy thông thường mà các bạn đang thường gặp, và hiện tại cái thị trường này còn khá là ít, nhưng mà Vũ thấy tiềm năng nó cũng khá là cao nên Vũ muốn giới thiệu và đánh giá cho các bạn xem. Và với thương hiệu mà Vũ đã chọn mà muốn bán cho khách hàng thì sản phẩm Thiên Vũ đã sàng lọc. Thì những sản phẩm mà dòng với dòng Fedico này Thiên Vũ đã bán hơn một năm nay rồi, và những cái dòng men lớn, men 2U, men 3U, nói chung là nó rất là lớn, những dòng đi sự kiện sân khấu. Thì sau khi mà trải nghiệm một thời gian á, thì đánh giá là về cái sức bền của cái sản phẩm đó, mình đánh liên tục liên hồi luôn. Thứ nhất là nó không có nóng, thứ hai là về cái công suất của nó là thực chất là một cái công suất thực, nó đánh hầu như là đánh rất là mát men và rất ok. Nên bây giờ Vũ nó vừa ra một cái series mới, đây là series 1U mỏng, và nó thì Thiên Vũ chọn nó về để giới thiệu lắp cho những bộ dàn karaoke gia đình của Vũ. Thì đây là thương hiệu Fedico, các bạn có thể tìm Fedico này ở trên tại trang web Google, các bạn có thể tìm kiếm, và họ có một trang chủ chính thống. Và thương hiệu này là của Trung Quốc, 100% nhà máy cho đến thương hiệu mọi thứ là 100%. Thì các bạn có thể truy cập vào trang web này, các bạn tìm hiểu về thương hiệu này hơn. Còn với Vũ thì Vũ sẽ làm riêng về mã này. Cái mã này là Vũ đánh riêng cho khách hàng của mình, những khách hàng nào, tại vì mình chọn lọc mà. Nói chung là những sản phẩm mà bên Thiên Vũ bán đa phần là sẽ được chọn lọc trước khi mà bán cho khách hàng, chứ không phải là hàng nào cũng bán. Nên mọi người nếu mà có hỏi thắc mắc là tại sao bên Thiên Vũ là nhiều sản phẩm ít hơn so với những showroom khác, thì cái đó là điều hiển nhiên. Vũ thì cái hướng kinh doanh của Vũ thì nó sẽ hướng khác, chứ không trùng lập với bất kỳ ai cả. Bây giờ thì trước mặt các bạn đây là 4 series. Một series nhưng mà 4 mẫu cho các bạn lựa chọn, thì mời bạn quay lại gần. Thì các bạn đây về thùng á, thì các bạn thấy ở đây là mẫu 2 kênh. Đây là cục men 2 kênh 400W một kênh. Còn ở đây là cục men 8 kênh 200W một kênh. Còn các bạn hỏi tại sao nó 8 kênh đó, thì cái này mình sẽ lý giải sau ở những cái ở đoạn cuối video, phân tích các bạn tại sao mình lại có những sản phẩm này. Rồi ở dưới đây là 4 kênh và 400W một kênh, và ở đây là 2 kênh 500W một kênh, và ở đây cũng mình còn một thùng nữa chính là 4 kênh và 500W hay là 600W một kênh đều có hết nha các bạn. Ha, đầy đủ. Rồi về cái phần email và mã code này, các bạn có thể tự dùng cái chiếc điện thoại của mình khi mà các bạn mua hàng về, các bạn tự dùng cái chiếc này. Thì các bạn check mã code, các bạn coi sản phẩm có phải là chính hãng hay không ha. Còn về thông số kỹ thuật design hay là thiết kế rồi email rồi mọi thứ là nó đã thông số các bạn hết rồi. Mọi thứ là đã đầy đủ cho các bạn hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho các bạn xem bên trong của dòng Fedico. Các bạn lưu ý là thật ra với dòng này Thiên Vũ còn một dòng dành cho những khách hàng của mình nữa, đó chính là dòng D-Series. Dòng này, cái dòng DL á, thì dòng này nó có tích hợp luôn cả DSP trong đây. Thì các bạn có thể dùng cái này các bạn để cắt rod server à, các bạn ha. Ví dụ các bạn dùng con men này, chúng ta đánh với một cái mixer bàn, thì thường thường đánh mixer bàn các bạn kết hợp với những cái con men khác, các bạn phải cần một cái con rod server để chúng ta chia giải tầng cho loa, để chúng ta cắt tầng cho loa. Thì nếu các bạn sử dụng con này thì ở đây các bạn cắm USB vào, các bạn sẽ cắt tầng ở trên máy tính. Thì nói chung là cái con dòng này là nó đã tích hợp rod server trong đây rồi, nên các bạn sẽ không cần mua rod server, các bạn chỉ cần một mixer bàn và chiếc amply tích hợp DSP thì các bạn có thể cắt tầng được cho cái sản phẩm của mình. Đó là như vậy, là một lợi thế. Nhưng mà cái sản phẩm này rất là đẹp các bạn, mọi thứ là thông số bằng điện tử cả. Và mình sẽ mở ruột cho các bạn xem luôn. Mình đã giới thiệu, mình sẽ cho các bạn xem bên trong nội thất, ngoại thất như thế nào. Mình sẽ review từ từ, chậm, lâu nhưng mà chậm, chắc các bạn tìm hiểu. Rồi, về các bạn về thấy thùng của các bạn, cái sản phẩm á, mình lấy ra, lấy cho mình. Khi mà một sản phẩm á, mà đây là sản phẩm mình nhập khẩu nguyên kiện về nha các bạn. Mình sẽ nhập cảm khẩu nguyên kiện luôn. Đây, nguyên kiện thì thùng các bạn thấy là mình nhập về, các bạn thấy là nó keo mọi thứ là mát mít rồi, nó rất là gọn gàng, mới tinh toang và chưa hồi bung siêu gì cả. Và những sản phẩm mà các bạn, những khách hàng mà đã mua Thiên Vũ thì mọi người sẽ biết một điều là sản phẩm Thiên Vũ mua bán cho các bạn thì không bao giờ những cái sản phẩm này, những cái mặt keo này bao giờ được bung cả, luôn luôn là hàng nguyên kiện 100% cả.
đó. Còn nếu mà có keo là chắc qua sản phẩm nó đã được khui ra rồi hay là bị chắp vá gì đó, cái đó mình không có biết. Còn mua hàng ở Vũ thì các bạn yên tâm là hàng 100% là giữ full seal cho các bạn luôn. Rồi bây giờ thì mình cùng nhau mở thử cái dòng men 2 kênh 400W với Vũ ha. Đây là dòng men 2 kênh. Phân quay là gần giúp anh mở cho mọi người cảm xem. Men 2 kênh này là Thiên Vũ dành cho dòng Code 8 của Vũ. Rồi, đây là men 2 kênh. Và sản phẩm này là Thiên Vũ sẽ dành cho cái dòng sản phẩm đó chính là dòng Code 8 để mọi người xem đi ha. Nói chung là mỗi cái gì mà Thiên Vũ đã nhập về thì nó đều đã có mục đích sẵn rồi. Đây. Đây, các bạn thấy đây là dòng có 8. Và cái men này sẽ đánh cho chiếc lo này. Vì mình đã test rồi, nó rất ok. Thì vì tại sao thì nói chung là hiện tại mình sẽ xin thông số cho các bạn luôn. Với chiếc lo này thì công suất của nó công suất của nó về công suất hoạt động liên tục nó là 250. Và cục đẩy công suất này với hai kênh và mỗi cái công suất của con này là 350, tức là con cục đẩy này hơn 100W so với cái chiếc lo này. Nên là nó sẽ kéo rất là tốt và nó sẽ men này sẽ hoạt động luôn luôn rất là mát. Và chiếc men 2.4 này của Fedeco này giá nó cũng khá là mềm, nó ở mức dao động là khoảng 7 triệu, khoảng 7 triệu các bạn. Vừa mỏng nè, nhẹ nè, gọn nè, và đuôi nó rất là ngắn. Nó sẽ có một cái gì đó đặc biệt nữa nhưng mà mình sẽ review sau sản phẩm này, là khoảng tầm tháng 9 mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc tủ dành cho những sản phẩm này. Chiếc tủ các bạn nhìn vô rồ lắm. Rồi, để giới thiệu sau gì mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Đây các bạn xem đây là hàng nguyên kiện chúng ta sẽ ở dưới này. Bạn có thể quay gần cảnh giúp mình được không ạ? Rồi, các bạn thấy không? Về thương hiệu, về thiết kế nó rất là đẹp. Tuyệt vời đẹp luôn, rất là sang. Đó. Nhưng mà sang không đủ, các bạn cần phải sự chất lượng là khi mà Vũ đã test là nó hoạt động, là nó hoạt động không bị nóng luôn nè. Nói chung là rất là ok. Mình mở ra các bạn xem. Khi các bạn xài thử một hàng Trung Quốc mà chúng ta đồ chính hãng mà chúng ta nhập khẩu nguyên kiện về, chúng ta sẽ trải nghiệm được cái chất lượng của nó. Rồi mình sẽ lấy ra. Rồi, ok. Ở đây các bạn quay cận cảnh từ nét từ bên đây qua đi cho mọi người xem. Các bạn thấy ha. Đây là hai volume, đây là đèn bật ha, đèn xin, đèn hoạt động ha. Còn đây là đèn cảnh báo, đèn clip ha. Đó, nó có 3 mức đèn. Và đây là mã là D2.4D series, mỗi kênh 350W một kênh. Và cái dòng men này đánh phù hợp cho những dòng lo nằm 3 tấc trở xuống và những dòng lo full 2 tấc rưỡi trở xuống. Đó, đánh khỏe nha các bạn. Lo nằm là 3 tấc trở xuống và lo full là 2 tấc rưỡi trở xuống. Đó các bạn. Mời về thiết kế rất là đẹp. Từ từ. Rồi. Mời các bạn quay, mời các bạn về cận cảnh đây, mình cũng sẽ quay các bạn xem. Về nước sơn mọi thứ các bạn nhìn vô là sang các bạn. Cái này thì Thiên Vũ không muốn quảng cáo bằng miệng ha. Thì cái này các bạn có thể tự đến showroom của Thiên Vũ mà các bạn có tự trải nghiệm, các bạn tự đánh giá. Nhưng mà khách hàng của Vũ đã đến đây và nói chung là Thiên Vũ đã bán rồi nha, nên họ cũng đã đánh giá giúp Vũ là nó rất là ok. Các bạn thấy mọi thứ. Rồi, về nguồn cũng so với men khác các bạn thấy nó nhỏ nhưng mà vỏ rất là cao nha các bạn. Về nguồn á, nó cũng sẽ không sử dụng nguồn 3 chân nữa mà nó sẽ là dùng nguồn bít công nè các bạn. Và dòng men này nó chạy được điện 110 cho đến 220. Nên những khách hàng ở nước ngoài có thể mua hàng ở Vũ vô tư. So với những dòng men vừa rồi, những dòng men lớn mà các bạn nhiều khách hàng ở nước ngoài về Vũ mua mà muốn dòng có 110 như ở bên Mỹ rồi đó thì lại không mua được, nên Thiên Vũ thường thường là tư vấn là không bán cho mọi người, khuyến khích là mọi người mua ở bên đó. Còn nếu mọi người đã thích mua hàng ở Thiên Vũ thì ở đây cũng là một cái dòng men cũng khá là phù hợp cho mọi người. Và nó có thể chạy được điện 110 luôn nha các bạn. Và thứ nhất là các bạn xách đi qua đường máy bay thì cực kỳ tuyệt vời luôn vì nó rất là nhỏ gọn. Đây mình cho bạn hình dung một gang tay về độ dày đó, và khoảng 2 gang tay đó, chưa tới 2 gang tay các bạn ha. Đó các bạn thấy. Rồi về phần nguồn thì nó sử dụng bằng bít công nè. Đây nè, bít công nguồn nè, các bạn xoắn vô nè, cái này sẽ an toàn hơn. Và cái dây điện bên trong chịu tải nó cực kỳ cao luôn và nó rất là dày. Cái lõi dây điện nó rất là dày,
Thì lát nữa mình mở cho các bạn xem luôn, đây là hàng phụ kiện trong thùng luôn. Và đây là hai cái ngõ vít cong để chúng ta kết nối ra loa. Đó, không nói rồi. Và đây chính là quạt, hai ngõ quạt tản nhiệt, vì tất đây là cái bộ tản nhiệt trong đây. Và lát mình sẽ khui cho các bạn xem. Nhưng mà ở đây sử dụng mà ốc sao ha ta, cha mình không có ốc sao rồi. Rồi, lát nữa mình sẽ tìm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ coi giúp Phủ, đây là chúng ta sẽ có một đường input nè. Các bạn thậm chí là nó có hỗ trợ cho chúng ta cái ngõ là layout, chúng ta layout thì chúng ta có thể out ra thêm cái main thứ hai, main thứ ba, main thứ tư, thứ năm. Chúng ta đánh 5 10 lo gì đó, tùy chúng ta. Đó, các bạn thấy. Các bạn main em lấy giùm cái con power shop giúp anh. Và đây cũng là một kiểu men một u mà họ Trung Quốc, họ một hãng Trung Quốc họ cũng muốn đánh là nhỏ gọn và nhẹ, và vấn đề là phải thẩm mỹ nữa. Đó. Đó, mình đây có số email để các bạn quét qua code đầy đủ nha các bạn ha. Đồ hãng Trung Quốc nhập khẩu nguyên con nha các bạn, không phải là hàng OEM nha, không phải là hàng rename nha. Không phải là hàng rename nha các bạn. Mình giờ là mình sẽ Thiên Vũ đang có một cái kế hoạch là làm lại cái sản phẩm để nghiên cứu cho các bạn. Và đây cũng là một sản phẩm mà mình cũng đã từng review mở các bạn. Thì đây là với một con này là khoảng hơn 2.000. Thì mình đó, các bạn thấy hai con này giống nhau không? Chồng lên giúp anh cái hơn. Các bạn thấy hai con này giống nhau không? Thường thường các bạn thấy ở trên thị trường thì cái con này bị nhái rất là nhiều. Nói chung là về nhái về cái thiết kế thôi. À, cái con này thường thường bị nhái về thiết kế, nói chung là đủ loại tên tuổi cả. Nói chung bản thân cái nó là ví dụ như con này là con của Bowershop là thương hiệu quá đình đám rồi. Những anh em làm chuyên nghiệp thì những anh lớn thì anh sẽ biết rồi. Còn các bạn làm âm thanh gia đình bình thường, chúng ta những cái thương hiệu lớn này chúng ta sẽ không biết đâu, vì cái này những dòng touring, những dòng mà đi sự kiện nhiều. Đó. Còn đây là dòng cũng thuộc dạng touring sự kiện, nhưng mà nó thuộc dạng mình dòng cho form gia đình. Đó. Và bên đây thiết kế là không copy bất kỳ ai, và đây là của hãng họ thiết kế đàng hoàng luôn, Fedico. Đó, rõ ràng các bạn thấy không? Đó, mình sẽ cho các bạn xem. Đó. Chúng ta đang so sánh giữa một con Trung Quốc và một con châu Âu trị giá 2.000 đô, hơn 40 triệu đồng một chiếc men. Đấy, cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn thấy nếu mà ở gia đình thì con này nó hơi thôi, vì cái dòng touring thì nói chung là ngoài sự kiện. Nhìn các bạn nhìn nó thấy hơi hầm hố. Còn con này là thiên về cái thiết kế là design của nó là nó hơi kiểu đẹp, nhìn nó cứng cáp, đẹp mà chúng ta trang trí trong gia đình nữa, chứ không liên quan đến vấn đề là thô thiển không? Rồi, ok. Vậy bây giờ thì mình cũng đã review cho các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn mở thêm một cái tầm mắt nữa là chúng ta sẽ rất ít thấy ở thị trường Việt Nam. Mở giùm anh cái con men tắm kênh giúp. Huy ơi, Huy, lấy con này ra. Cái này có nhiều loại công suất nha các bạn, 4 kênh 300W thì cái này các bạn liên hệ, mình sẽ để thông tin ở dưới, thì các bạn có thể xem ở dưới cái phần mô tả, mình sẽ để link các sản phẩm. Và các bạn nếu mà chúng ta gặp khó khăn về vấn đề tư vấn thì chúng ta sẽ nên gọi, thì các bạn sẽ tư vấn cho các bạn những mã có, tại vì nó rất là nhiều mã, một kiểu mẫu nhưng mà rất là nhiều mã, nhiều công suất, để các bạn sẽ tư vấn phù hợp với chiếc lo của các bạn nha. Và đây là mình xin mở cho các bạn, đây là một chiếc men 8 kênh. Các bạn chắc chắn là sẽ ít thấy ở trên YouTube luôn, và hầu như là không có ai review về sản phẩm này. Thì mình sẽ nói lý do đó và cũng phân tích, và nó sẽ phù hợp. Một âm thanh hay không phải là một thiết bị hay, mà nó sẽ phải phù hợp với bạn. Quay ngược lại. Rồi đây các bạn. Rồi đây. Thì trước mặt các bạn đây chính là một dòng men 8 channel. Bạn thấy không? Đây là men 8 kênh. 8 kênh thường thường các bạn thấy chỉ có 4 kênh thôi đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ các bạn, trước mặt các bạn đây là các bạn đang chiêm ngưỡng chiếc men 8 kênh mà được thấy review đầu tiên ở trên YouTube. Đó. Đây, mã code West Fedico. Các bạn cứ check nè, mình quay cận cảnh các bạn coi clip này, các bạn bấm pause lại, bấm dừng lại. Sau đó các bạn lấy điện thoại khác các bạn check cái mã code này. Coi là nó sẽ ra rất là nhiều dòng của hãng nhập về. Và coi Thiên Vũ có phải là bán đồ chính hãng hay là bán hàng fake, hàng nhái gì không. Đó, các bạn cứ tự kiểm tra. Mua hàng bên Thiên Vũ thì cái vấn đề mà hàng mới nè, rồi hàng không bị tồn kho nè, một an toàn về mua hàng nè, thì các bạn yên tâm rồi. Vì cái name của Thiên Vũ là như vậy. Rồi, và đây các bạn, mà riêng dòng 8 kênh này các bạn sẽ không đánh được 110 thôi các bạn ha. Nó chỉ đánh được 220 thôi, 220, 230 thôi. Đó. Nè, 8 kênh, cái này để các bạn thấy đi chậm nha các bạn nha. Rồi. Đấy, các bạn đánh này, mời các bạn chiêm ngưỡng.
nhiều bạn chắc mình khi mà mình đang quay như vậy các bạn sẽ thắc mắc men tắm kênh này đánh cho cái gì. À, chắc chắn thì mình sẽ phân tích mỗi sản phẩm nó sẽ phù hợp riêng cho mỗi mục đích nhu cầu. Rồi ok, xong rồi. À, thì bây giờ quay sơ sơ đi. Rồi mình anh. Rồi, bây giờ Vũ sẽ phân tích các bạn tại sao lại có mặt ở trước mặt các bạn đây chính là men tắm kênh. Các bạn thấy về thiết kế đẹp đúng không? Đẹp Fetico hàng nhập. Từ nước sơn, từ mọi thứ và độ bền thì Thiên Vũ đã test hơn 1 năm của hãng Fetico rồi. Và khi hoạt động về chất lượng, về độ mát thì sản phẩm này rất là ok, rất là mát, không có bị nóng men. Cái thứ hai nữa là cái về... Đâu rồi? Từ từ. Rồi mình từ từ mình review chậm, kỹ và đầy đủ cho mọi người ha. Cái dòng men tắm kênh này á, thì bản thân là Thiên Vũ đưa ra cho các bạn đây, bản thân là những sản phẩm này là Thiên Vũ đã có mục đích cho nó. Và men tắm kênh này thật sự là cũng đã có khách mua rồi vì họ đặt hàng trước. Nhưng mà không phải là đặt tắm kênh mà họ đặt về cái mục đích họ, thì và Thiên Vũ đã dùng cái sản phẩm này để đáp ứng và họ cũng đã ok rồi. Và nói chung là sản phẩm đã có chủ. Nhưng mình lấy ra review mình cũng đã xin phép họ rồi. Thì cái men tắm kênh này Thiên Vũ sẽ không áp dụng cho những hệ thống karaoke gia đình. Mà sản phẩm này là thường thường là Thiên Vũ sẽ sử dụng dòng để dành cho những khách hàng, ví dụ như là phòng họp nè, rồi phòng nghe nhạc nè, rồi xin lỗi mọi người, nhạc background, nhạc những quán cà phê nè, phòng họp nè, nhiều, hoặc là những phòng cà phê background hay này nọ, những cái gì mà cần nhiều loa. Tại vì á, có một cái nguyên tắc này, khi mà các bạn làm một cái loa hội trường, nếu các bạn hội trường diện tích nó khoảng tầm 100m2, mà nếu mà chúng ta dùng một chiếc loa lớn quá, chúng ta giống như là chúng ta dồn tổng lực vào, chúng ta dồn tổng lực công suất những cái loa lớn đẩy về, thì thứ nhất á, là phía sau á, họ sẽ không nghe được gì cả. Cái thứ hai á, là dồn tổng lực như vậy thì cái độ ù của những người ở phía trên ngồi rất là khó chịu, rất là lớn, nhưng mà người phía sau lại ngồi rất là nhỏ. Nên cái giải pháp tốt nhất là hiệu quả nhất cho những phòng họp và những không gian đó chính là rải loa. Thì rải loa thì nó sẽ mang tính chất là chia cho cái căn phòng á, với mức độ âm lượng là cân đồng và cân đều với nhau, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều loa. Thì nhiều loa như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng nhiều men với nhau, men mà dày thế này mà men 7, 8, 9, 10 vụ, các bạn gắn 8 cái lo đi, là các bạn, cái lớp men các bạn phải đã dày như thế này rồi. Mà bây giờ đối với Vũ, 8 cái lo thì Vũ chỉ cần mỏng như thế này thôi. Để chi, thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm về cái gì, tiết kiệm về tủ máy nè, tiết kiệm về không gian nè, tiết kiệm về, nói chung là rất là nhiều thứ tiết kiệm dành cho chủ đầu tư. Đó là sản phẩm, là mình đã đặt một mục tiêu cho cái sản phẩm này của mình rồi. Đó là mục đích, tức là một sản phẩm chất lượng hay thì nó sẽ đi gồm là đúng nhu cầu, phù hợp là ok nhất. Đó, đây là một video cho các bạn trải nghiệm men tắm kênh đầu tiên ở trên YouTube luôn. Các bạn sẽ chưa bao giờ thấy ai đăng những video mà men tắm kênh cho các bạn coi cả, thì cũng mở cho các bạn xem để các bạn tham khảo, để chúng ta mở thêm tầm mắt. Thật chất ra nó có 6 kênh nữa các bạn, nhưng mà mình không nhập 6 kênh, mình nhập hẳn 8 kênh luôn. Tại vì khách của mình đa phần cũng là từ ít nhất cũng 4 cặp. Thí dụ như khách mà làm 10 loa thì Thiên Vũ sẽ kẹp thêm cái men 2 kênh vô nữa là ok. Thì tính ra là mức độ dày của chiếc men này chỉ nhiêu đây thôi. Đó. Rồi, cái này mình không giới thiệu về công suất hay âm lượng gì nhiều thêm. Thì cái này mình sẽ đến phần test. Bây giờ các bạn chờ mình khoảng 5 phút để mình chuẩn bị đồ nghề, để mình sẽ mở ruột cho các bạn xem bên trong của cái hãng này. Ok. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn cùng Thiên Vũ xem bên trong chiếc men của Fetico, họ thiết kế như thế nào. Đó, còn thấy không bạn? Đây, bạn mời các bạn xem, mình sẽ quay gom ốc giùm anh, gom ốc ra. Đó, mình sẽ mở ra các bạn để mình gom ốc lại cho gọn cái đã, rồi mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn. Đây là hàng mình đã test, mình trưng bày nè. Những khách hàng mà đã đến mua hàng Vũ thì thấy con này thì Vũ đã để lâu rồi nhưng mà lại không review cho các bạn. Để nói chung là phải test chứ. Mình bán hàng bên mình là bán tất cả là đều phải chọn lọc. Rồi thì trước mặt các bạn đây chính là bên trong ruột rà của chiếc men Fetico. Và đây là dòng sản phẩm có DSP. Và cái con DSP nó đây, dây bán dẫn DSP nằm đây các bạn ha. Đó. Đó. Các bạn, để mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Cái này có hai lựa chọn các bạn nha, dòng có DSP, mà dòng DSP này Thiên Vũ khuyến khích các bạn chỉ nên dùng cho những
những cái anh em mà đi làm show hay là những dàn khách hàng mà sử dụng mixer bàn á, chúng ta sử dụng DSP để chúng ta có thể thể rót nó để chúng ta chia tầng cho nó ok, để không cần phải mua cái con rót server về để chúng ta chia giải, thì nó tích hợp sẵn rồi, các bạn cắm máy tính vào chúng ta xử lý thôi. Đó, các bạn thấy bên đây quay cận cảnh cận nét cho các bạn xem. Đó, còn đây là những con sò của nó đây. Đó, các bạn thấy rất là làm rất là gọn gàng, rất là đẹp. Đó, mình đang quay cận cảnh, các bạn đi cận cảnh từ từ cho các bạn xem nha. Video sẽ hơi lâu nhưng mà sẽ chi tiết cho các bạn, và mọi người ai đang thắc mắc mua hàng chúng ta có thể tham khảo thêm. Đây một con men hãng, một thương hiệu men lớn của Trung Quốc, chúng ta sẽ nhập khẩu nguyên con về. Giá thành cũng không phải là rẻ, nhưng mà nói chung là nó sẽ rẻ hơn so với rất rất là nhiều dòng men. Ăn về mặt thiết kế, ăn về mặt giá thành, chất lượng vẫn đảm bảo cho các bạn trong cái tầm giá. Đó, chúng ta tùy điều kiện chúng ta sẽ mua sản phẩm nào phù hợp. Đó, các bạn thấy không? Đây quay cận cảnh các bạn. Do cái này có hơi bụi tí xíu nha các bạn. Do mình đã khui thùng con này là hàng mình đã đánh mẫu á, đánh cho khách nghe thử á. Tại vì mình cho khách nghe thử rồi, sẵn mình hỏi ý kiến khách hàng mọi người đánh giá như thế nào đó. Rồi. Chưa? Rồi, rất là ngon. Quạt thì ở ngoài có 2 lỗ nhưng trên thực tế là bên trong tới 4 lỗ quạt luôn các bạn. Đây, 4 cây quạt. 1 2 3 4 4 cây. Nhưng mà lỗ thì nó chỉ có 3 cái, xin lỗi mọi người, con này tới 4 lỗ, xin lỗi, tại vì con này là con công suất lớn. Con này hiện tại là cái công suất của nó là 900W một kênh các bạn. Đây là dòng DSP. 2 kênh, 900W một kênh nha các bạn. Xin lỗi các bạn nha, 900W một kênh. À, nên nó sẽ cần, nó hoạt động rất là lớn nên nó tản nhiệt cao nên nó rất là nhiều quạt. Nhưng mà mình thì lại thích cái kiểu quạt của dòng thích cái kiểu quạt hút của dòng tự nhắc ngang quên tên trời, đầu óc này để đâu á. Xin lỗi mọi người, là dòng Power Shop là nó sử dụng quạt kiểu quạt sáng ốc á, cái độ đó nó hút, thứ nhất là nó im hơn. Nó chạy nó im ru à, mà cái lực hút của nó rất là cao, giống nhưng như là nhưng mà nó 40 triệu đơn. Rồi. Các bạn nhìn đi ha. Cho các bạn xem. Đó, mình đang quay cận cảnh. Chi tiết và chậm cho các bạn xem để các bạn đánh giá được. Đó, thì đó, đây là những gì mà bên trong vụ cho các bạn xem. Luôn cả những cái này thì các bạn thấy nó cũng có những cái tem mạch của hãng Petico các bạn ha. À, đồ hãng ha, không thua kém gì hãng nước ngoài cả. Đó, vấn đề là nó sẽ xịn sò ở trong cái tầm tiền đó. Đó, chứ không phải là giá chất lượng như đó mà giá nợ ở trên đám mây các bạn ha. Đó. Hàng mới 100% nguyên kiện, nó sẽ còn full seal như thế này nữa các bạn. Đó, các bạn tham khảo. Các bạn mua hàng ở Thiên Vũ thì các bạn yên tâm đi, hàng các bạn luôn luôn lúc nào cũng full seal Vũ, không có bán hàng tồn kho. Vũ chỉ có một là hàng mới, hai là hàng trưng bày của Vũ. Đó, mà hàng trưng bày của Vũ thì ít khi nào bán lắm. Tại vì hàng nào cũng còn để bán nên không có bán hàng thanh lý trưng bày. Đó. Ok, thì với video này Thiên Vũ đã review cho các bạn xem cận cảnh về chiếc dòng men cục đẩy mới mà Thiên Vũ đưa ra mắt. Và men mỏng này nó sẽ phù hợp cho những cái bộ dàn, thứ nhất là về mặt thẩm mỹ, thứ hai là bộ dàn gia đình của chúng ta nó sẽ đẹp, gọn gàng hơn. Và cuối video này Thiên Vũ sẽ để cho các bạn những cái đoạn clip, những hình ảnh mà Thiên Vũ đã lắp, một hình ảnh đi cho nó ngắn. Đơn giản cho mọi người là Thiên Vũ đã lắp sản phẩm này cho khách hàng rồi, các bạn thấy mức độ gọn gàng của nó và nó đẹp như thế nào. Rồi, mời mọi người sẽ bắt đầu chiêm ngưỡng vấn đề là hát thử và trải nghiệm ca thử. Trước mặt các bạn đây là mình đã lên một cấu hình thế này. Và một cấu hình như thế này, một bộ dàn của bên Vũ đã setup cho khách hàng 4 cục như thế này, là 4 một ô như thế này. Thì đã bao gồm cả quản lý nguồn rồi. Nếu mà các bạn không sử dụng quản lý nguồn, chúng ta chỉ cần mua một bộ dàn đơn giản á,
thì chúng ta chỉ cần chúng ta bỏ đi cái thớt ở dưới cùng, chúng ta chỉ có 3 cụm thôi là chúng ta đã có sở hữu được một dàn karaoke đầy đủ và chuyên nghiệp rồi. Thì các bạn thấy nó rất là nhỏ gọn và rất là tinh tế. Rồi còn nếu mà chúng ta có quản lý nguồn mà thường thường tiêu thụ bán cho khách hàng, thì thường nó sẽ luôn luôn tư vấn cho khách hàng là sử dụng quản lý nguồn vì nó sẽ rất là tiện lợi, nó vừa bảo vệ thiết bị, thứ hai là cái tắt mở được bên mình setup sẵn á, thì khi mà chúng ta tắt mở nó sẽ không tạo ra những cái tiếng như bụp lo hay là bụp súp này nọ, chúng ta sẽ an tâm hơn. Mà chúng ta chỉ cần không phải mất quá nhiều thời giờ để chúng ta bấm từng cái, chúng ta chỉ cần bấm một nút start là nó sẽ khởi động lên toàn bộ hệ thống của mình. Bây giờ đây là mình cho các bạn coi bài tận mắt, còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trên cái trang web của Fetico để cho các bạn xác nhận đây là một hàng chính hãng thì cũng nhập nguyên con về chứ không phải là hàng OEM hay là hàng được làm rename. Đây là một hàng chính hãng. Ok, Huy có thể lại đây cho mọi người coi. Rồi, đây muốn cho các bạn xem ha, mình sẽ truy cập Google. Rồi đây mình sẽ gõ tên Fetico và quay trên màn hình máy tính này. Mình sẽ gõ tên các bạn ha. Fetico.com. Ôi xin lỗi mọi người, kết nối mạng chưa? À kết nối mạng rồi. Fetico. Xin lỗi mọi người, ghi chữ Fetico.com. Thì ở trên đây nó sẽ thể hiện tất cả những sản phẩm, đây là thương hiệu của Trung Quốc các bạn xem. Rồi các bạn quay đi. Rồi các bạn thấy không, đây là trang web, trang chủ của dòng Fetico. Xin lỗi mọi người là mạng mình có hơi chậm, hôm nay nó bị cái giống gì mà nó chậm quá không biết nữa đó các bạn. Nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho các bạn để các bạn tham khảo, để chúng ta biết nhiều hơn về thương hiệu này. Đây là một thương hiệu chính hãng, mình làm thì mình sẽ cho các bạn xem và tham khảo biết nhiều hơn đó. Các bạn có thể tham khảo, nó có địa chỉ, nó có mọi thứ, là nó có luôn cả. Hiện tại bên đây nó có những dòng RO nữa các bạn, dòng X nè, dòng nói chung là rất nhiều dòng. Còn bên mình thì hiện tại bên đang làm dòng D series và mình đang thích dòng này vì nó phù hợp với khách hàng và đối tượng của khách hàng mà Thiên Vũ nhắm đến. Đây là dòng D series các bạn thấy không, những cái con sản phẩm mà Thiên Vũ khui ra cho các bạn xem á, tất cả nó đều có ở trong đây cả, nó không có đi đâu hết. Bây giờ đây là dòng DL, DL là dòng này nó có tích hợp DSP, còn đây là dòng D, dòng D không thì nó sẽ không tích hợp DSP mà mình nãy là mình đã có review cho các bạn rồi. Thì để các bạn tham khảo những dòng này thì các bạn truy cập trực tiếp thẳng tại trang web này để các bạn tham khảo về thông số kỹ thuật, rồi tham khảo về nguồn gốc, rồi đó các bạn thấy không, họ show ra hết cho các bạn kích thước như thế nào, hình ảnh chính thức như thế nào. Các bạn có thể truy cập trên đây để các bạn tham khảo. Thiên Vũ không cần phải quảng bá nhiều vì đây là một sản phẩm thương hiệu của chính hãng. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi Thiên Vũ với video này. Thì bây giờ kế tiếp là Thiên Vũ xin được phép làm mở nhạc các bạn nghe thử. Đúng ra mình sẽ mở một bản nhạc rất là mạnh, nhưng mà do cái mình sợ bị dính bản quyền á, nên mình ngại mở lắm, để mình cho các bạn xem. Các bạn đây, trang chủ các bạn nó thiết kế cũng đẹp ha, nhìn pro các bạn. Nó có những dòng cũng cao cấp lắm, nói chung là cũng khá là đắt các bạn. Thương hiệu Trung Quốc nhưng mà đôi khi nó cũng rất là đắt, chứ nó cũng không có rẻ các bạn ơi. Mình thấy vậy. Đó, đây là những dòng Thiên Vũ làm. Vũ làm dòng này vì nó phù hợp với Vũ. Vũ thích nó. Vũ biết khách hàng mình sử dụng cái dòng này sẽ rất là thích. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe thử nha. Rồi, mình chủ yếu là mình test về cái độ lớn của âm thanh cho các bạn coi, là đây hiện tại mình đang gắn là dòng nhỏ nhất các bạn ha. Dòng D-Series, dòng thấp nhất, công suất nhỏ nhất để mình kéo với cặp 2.5 của CAF hãng này. Rồi, mình thử xem các bạn. Đây. Oh,
các bạn về cái khả năng của cái công suất main của Fedigo này. Thì các bạn có thể đánh giá như nào? Thì ở đây Thiên Vũ đã làm review mà quay chậm như thế này, mà quay lâu như thế này, tức là mình đã dành rất là nhiều tâm huyết để cho các bạn thấy và thể hiện ra được cái sự là cho các bạn sự chân thật nhất. Về cái công suất hiện tại là cái con này là con thấp nhất, chỉ có 350W một kênh, một channel thôi, và đây là hai kênh, và mình đang kéo và đánh max với lại cái chiếc lo này 350W của CF 2.5 lo full. Thì các bạn mình đã test âm thanh rồi, nhưng mà có đôi khi là mình quay qua môi trường điện thoại thì chắc chắn các bạn sẽ không thể cảm nhận được cái độ lực như thế nào. Thì các bạn thể đến showroom, các bạn thể test, nhân viên của mình sẽ sẵn sàng là cho các bạn để cho máy hoạt động 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, các bạn mở máy công suất đi, các bạn thử test coi là phía sau cái sản phẩm máy này nó có nóng hay không. Lúc đó là các bạn sẽ biết là Thiên Vũ review cho các bạn, giới thiệu sản phẩm của bạn có thật hay là không. Ok, các bạn thấy video hay hữu ích cho các bạn và thực tế, các bạn đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video lần sau của Vũ giới thiệu những sản phẩm chất lượng và sàng lọc cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye.